Ukraine cho biết, Nga dường như đang xây dựng tuyến đường sắt mới, kết nối các khu vực mà Moscow kiểm soát ở mặt trận miền Đông. Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol do Ukraine bổ nhiệm, cho hay Nga đang xây một tuyến đường sắt mới, kết nối các khu vực Mariupol, Volnovakha và Donetsk do Moscow đang kiểm soát với các vùng phía nam Nga. Nga đã bắt đầu xây dựng một cây cầu đường sắt gần làng Granit bắc qua sông Kamyaz. Nếu thành công, điều này sẽ cho phép tuyến Mariupol-Aslanovka-Chit-Volnovakha hiện tại được kết nối trực tiếp với Taganrog và Rostov-on-Don, ông nói. Theo quan chức Ukraine, khi Nga hoàn thành tuyến đường sắt mới, nó sẽ cho phép Nga vận chuyển vật tư quân sự và dân sự đến vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát ở mặt trận miền Nam mà không cần dựa vào cầu Crimea. Cây cầu nối Crimea với đất liền Nga đã bị tấn công ngày càng nhiều trong những tháng gần đây. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc khi Kiev cố gắng cắt đường tiếp tế chiến lược tới bán đảo. Việc Nga củng cố tuyến tiếp tế hậu cần xuống chiến trường miền Nam bằng một tuyến đường khác sẽ có thể khiến cho nỗ lực phản công của Ukraine ngày càng trở nên khó khăn hơn trong thời gian tới nếu Kiev không đẩy nhanh nhịp độ. Ukraine đang tìm cách tấn công vào Vyborg gần Tokmak, một thành phố nhỏ ở Zaporizhia nhưng đóng vai trò là trụ cột trong tuyến phòng thủ thứ hai của Nga ở mặt trận miền Nam. Tokmak cách chiến tuyến hiện tại ở Zaporizhia khoảng 16 km, nằm trên tuyến đường dẫn tới thành phố Melitopol và tới miền Azov. Mariupol là thành phố thuộc vùng Donetsk nằm ven biển Azov mà Nga đã kiểm soát từ tháng 5 năm 2022 sau các cuộc giao tranh khốc liệt. Thông qua việc kiểm soát Mariupol, Nga hiện cắt đứt hoàn toàn quyền tiếp cận của Ukraine với miền Azov. Nga cũng tạo được hành lang trên bộ, nối liền lãnh thổ nước này với bán đảo Crimea. Crimea hiện là trung tâm hậu cần chủ lực cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Trong thời gian qua, Ukraine thực hiện các cuộc tấn công, chủ yếu tập trung vào các tuyến hậu cần của Nga đến và đi từ Crimea, cũng như nhắm vào các kho đạn dược của hạm đội Biển Đen của Nga, đóng quân tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea. Nga hiện chủ yếu dựa vào tuyến đường sắt để tăng viện cho quân đội ở mặt trận phía nam Ukraine. Cây cầu dài 18 km bắc qua eo biển Kerch cũng là tuyến đường hậu cần trọng yếu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moscow đã ngừng việc sử dụng cầu Crimea để chuyển hàng hóa quân sự. Vì vậy, Nga cho rằng các nỗ lực tấn công cầu Crimea sẽ ít tác động tới hoạt động tiếp tế hậu cần của Moscow cho tiền tuyến. Vào hồi tháng 7, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về truyền thông chiến lược John Kirby nhận định các vụ tấn công vào cầu Crimea dường như không ảnh hưởng quá lớn tới các tuyến hậu cần của Nga tại Ukraine. Theo ông, ngoài cầu Crimea, Moscow vẫn có rất nhiều cách để cung cấp hậu cần quân sự và tiếp tế cho binh sĩ đang tham chiến ở Ukraine. Theo Dân trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.